lực lượng tấn công đường không Ukraine tuyên bố hạ gục đoàn xe chở đạn của Nga. Tin tặc Nga bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ chặn 200 web tin tức lớn của phương Tây. Chiến lang Trung Quốc chế nhạo Mỹ. Chuyên gia, chính trị Trung Quốc đen tối hơn so với cuối thời nhà Thanh. Kế hoạch ngàn năm của ông Tập giang dở, công trình bằng 66 sân bóng điều hưu. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 2 tháng 7 của DKN TV. Lực lượng tấn công đường không Ukraine được cho là đã phá hủy một đoàn xe chở đạn của Nga. Các phương tiện quân sự của Nga đã trúng bom đạn của Ukraine trong một đoạn video do quân đội Ukraine công bố không rõ chính xác được hình ảnh được quay ở đâu ở Ukraine, nhưng chúng được thu thập hôm thứ Năm từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không của các lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ này tuyên bố rằng họ cho thấy cách pháo của lữ đoàn Daitomir của lực lượng tấn công đường không Ukraine đã phá hủy một đoàn xe chở đạn dược của quân chiếm đóng. Họ nói thêm, đoạn video ghi lại Cảnh sát thương thành công của đơn vị pháo tên lửa thuộc lữ đoàn tấn công đường 095 của lực lượng vũ trang Ukraine trên một đoàn xe cơ giới chở đạn dược của quân chiếm đóng Nga. Họ cũng nói, tử chiến với quân xâm lược Nga. Lữ đoàn đổ bộ đường 095 có trụ sở chính tại Zhytomyr, một thành phố thuộc vùng Zhytomyr Oblast miền Tây Ukraine, phía tây thủ đô Kyiv. Trong thời bình, nó được coi là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 7, Nga đã mất khoảng 35.750 binh sĩ, 1.577 xe tăng, 3.736 xe bọc thép chiến đấu. Giới quan chức hàng đầu của Ukraine nói rằng họ đã buộc người Nga phải từ bỏ đảo rắn và chế nhạo các quan chức điện Kremlin vì cho rằng họ rời đi như một cử chỉ thiện chí. Quân đội Ukraine cho biết thêm người Nga đã rời khỏi hòn đảo bằng tàu cao tốc sau khi bị tấn công bởi một loạt tên lửa và pháo binh. Tình hình ở thành phố Lysychansk, miền đông Ukraine được mô tả là cực kỳ khó khăn, với các cuộc pháo kích của Nga khiến dân thường không thể sơ tán. Ngoại trưởng Anh Lichert nói rằng, việc đẩy lực lượng Nga ra khỏi Ukraine hoàn toàn là một tham vọng thực tế và biện minh cho việc cung cấp thêm vũ khí. Nga cáo buộc Na Uy đã làm gián đoạn các nguồn cung quan trọng được chuyển đến từ Sanbat hôm thứ Tư, đe dọa trả đũa. Nhưng Na Uy nói rằng họ không chặn việc tiếp cận quần đảo ở Bắc Cực, nói rằng họ chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế và người Nga có những cách khác để đến đó. Tin tặc Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mạng và tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine để trả đũa việc chủ sở hữu của nó phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Hãng này cho biết hôm thứ Sáu. Ditech Group, công ty sở hữu các nhà máy nhiệt điện và than ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine, cho biết mục tiêu của vụ tấn công là làm mất ổn định quy trình công nghệ của các công ty phân phối và phát điện, tuyên truyền và hoạt động của công ty và để người tiêu dùng Ukraine không có điện. Hiện chưa có báo cáo về tình trạng mất điện do sự cố gây ra. Ditech đã không trả lời yêu cầu bình luận. Vụ hắc cũng tiết lộ, vài ngày sau khi Rinat Amentov, người giàu nhất Ukraine và là chủ sở hữu của Ditech, đã kiện Nga tại Tòa án Nhân quyền châu Âu với cáo buộc khiến Ametov thiệt hại hàng tỷ đô la về quyền tài sản. Một nhóm hách nói tiếng Nga có tên Sarknet tuyên bố đã xâm phạm mạng của Ditech trong tuần này và đăng ảnh chụp màn hình trên ứng dụng Telegram về dữ liệu Ditech có mục đích làm bằng chứng. Theo một cố vấn của chính phủ Mỹ và đồng minh, nhóm tấn công này nổi lên vào tháng 3 và tuyên bố nhằm mục tiêu vào các quan chức Ukraine không ủng hộ cuộc chiến của Nga. Theo DTEK, vụ tấn công trùng hợp với vụ pháo kích của Nga trong tuần này nhắm vào một nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của DTEK ở Kryvyi Rih, miền trung Ukraine. Theo DTEK, trang web cho biết nhà máy này sử dụng 56.000 nhân công. Microsoft trong một báo cáo hồi tháng 4 đã đưa ra trường hợp rằng Hách của Nga đôi khi được sử dụng song song với các cuộc tấn công quân sự. Các nhà cung cấp năng lượng Ukraine đã liên tục là mục tiêu của các nhóm tấn công Nga kể từ khi Nga sát nhập Crimea vào năm 2014. Cơ quan phát thanh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ RTUK đã chặn các trang web của đài truyền hình Đức Deutschwelle DW và đài phát thanh quốc tế Voice of America VOA của Mỹ. Việc chặn được đưa ra sau khi các hãng từ chối xin giấy phép phát sóng hoặc chỉnh sửa trang web của họ để tuân thủ luật pháp địa phương. Cả hai hãng tin đã phản ứng với việc chặn này bằng cách đăng hướng dẫn trên tài khoản mạng xã hội của họ, cho người dùng biết cách vượt qua các hạn chế. Bình luận về việc cấm, Giám đốc của DW Peter Limbert tuyên bố sẽ thách thức động thái của cơ quan quản lý trước tòa. DW sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại việc chặn, ông Limbert cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times công ty mẹ của VOA, cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ, USAGM, đã cho rằng lệnh cấm này là một hành động kiểm duyệt của các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ. RTUK đã đưa ra một lựa chọn đám báo động để kiểm duyệt Internet. Quyền giám đốc điều hành của USAGM, Kelu cho biết trong một tuyên bố. Trở lại vào ngày 21 tháng 2, RTUK yêu cầu DW VOA và Euronews phải có giấy phép phát sóng cho các trang web của họ trong khoảng thời gian 72 giờ. Trích dẫn quy định năm 2019 đã mở rộng đáng kể quyền hạn của cơ quan giám sát truyền thông. Tuy nhiên, tất cả các hãng tin tức được nhắm mục tiêu đều từ chối tuân thủ, khăng khăng khẳng định yêu cầu này tương đương với sự kiểm duyệt. Euronews cuối cùng cũng nhượng bộ trước áp lực của ATUK, thực hiện các sửa đổi đối với trang web của mình. Đại diện tổ chức phóng viên không biên giới của Đức, Christian Meier, cáo buộc chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tìm cách mở rộng các cuộc tấn công liên tục vào phương tiện truyền thông độc lập, bằng cách nhắm vào các cơ quan truyền thông quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cho biết trên Twitter rằng Trung Quốc hiện đang triển khai cung cấp, nguồn cung cấp cho việc tái thiết các tỉnh ở Afghanistan, đất nước đang bị ảnh hưởng bởi một trận động đất lớn. Cùng là vận tải, nhưng nhiệm vụ khác nhau, Triều Lập Kiên đã tweet kèm theo ảnh chụp màn hình có chú thích bằng tiếng Anh: Máy bay Mỹ đưa người ra ngoài sau khi bị phá hủy, máy bay Trung Quốc mang hàng cứu trợ đến để tái thiết. Một trong những hình ảnh là bức ảnh mang tính biểu tượng của chiếc C-17 Globemaster III của Mỹ đang cố gắng cất cánh từ Kabul vào tháng 8 năm 2021, xung quanh là những người Afghanistan tuyệt vọng đang cố gắng bám vào. Ở phía dưới là hình ảnh chiếc vận tải cơ Xi'an Y-20 của Trung Quốc vận chuyển hàng viện trợ vào tuần trước. Hai trong số các tỉnh của Afghanistan ở biên giới với Pakistan, Khors và Katika đã bị một trận động đất mạnh 6,1 Richter tấn công vào ngày 22 tháng 6. Các báo cáo ban đầu cho biết số người chết là 1.500 người. Trung Quốc đã phản ứng với trận động đất ở Afghanistan bằng cách công bố khoản viện trợ trị giá 50 triệu nhân dân tệ, tương đương 7,5 triệu đô la Mỹ. Các đoạn video và hình ảnh cho thấy lực lượng không quân, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang vận chuyển một số viện trợ vào sân bay Kabul. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cho biết họ đã gửi khoản viện trợ trị giá 55 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả cung cấp khẩn cấp cho các nạn nhân động đất ở Afghanistan. Tuy nhiên, viện trợ phải được chuyển qua các tổ chức đối tác như IOM vì Washington không công nhận chính quyền Taliban. Việc ông Triệu nói hôm thứ Sáu không phải là lần đầu tiên người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chế nhạo Mỹ về Afghanistan. Vào tháng 9 năm ngoái, khoảng một tuần sau khi những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi đất nước này, ông đã đăng một đoạn video quay lại cảnh quân Taliban đang chơi xung quanh đống đổ nát của một chiếc máy bay do Mỹ sản xuất, với chú thích là nghĩa địa của các đế chế. Trước thêm đại hội đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần, một nhóm quan chức địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã bày tỏ lòng trung thành đối với ông Tập Cận Bình, tạo thành một làn sóng trung thành. Theo thống kê sơ bộ của tờ South China Morning Post của Hồng Kông, trong hai tháng qua, ít nhất 9 bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài trên tạp chí của Đảng cam kết trung thành với ông Tập Cận Bình. Mới đây, chuyên gia các vấn đề thời sự Viên Bân đã có một bài bình luận về việc này và so sánh rằng hệ sinh thái chính trị của Trung Quốc giờ còn đen tối hơn so với cuối thời nhà Thanh. Sau đây là những nội dung chính trong bài bình luận của ông Viên trên NTD TV. Ngày 22 tháng 6, Lâu Dương Sinh, bí thư tỉnh ủy Hà Nam đã viết trên tờ Thời báo học tập rằng ông nên dương cao ngọn cờ tư tưởng và ghi nhớ sự giao phó của lãnh đạo lấy việc học tập và thực hiện tư tưởng Tập Cận Bình là khóa học bắt buộc, khóa học đầu tiên và khóa học suốt đời, đạt được hai điều kiên trì và lấy chỉ thị của Tập Cận Bình làm yếu tố chính trị. Lý Hồng Trung, bí thư thành ủy Thiên Tân, người đã hô vang khẩu hiệu trung thành không phải là tuyệt đối, là tuyệt đối không trung thành trong báo cáo của Đại hội Đảng Bộ Thành phố Thiên Tân ngày 17 tháng 6. Ông cũng đề cập đến hai biện pháp bảo vệ và kêu gọi các quan chức tăng cường xác định chính trị, tư tưởng và tình cảm của họ đối với địa vị cốt lõi của Tập Cận Bình và kiên quyết đi theo tập. Ngày 13 tháng 6, tờ Giang Tây đương thời trích bài phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Giang Tây, Lịch Luyện Hồng tại một cuộc họp, nói rằng Tập Cận Bình là người đứng đầu chỉ huy, luôn ghi nhớ sự giao phó và theo sát tốc độ của nhà lãnh đạo. Lý Ca Kiệt, Bí thư tỉnh ủy Sơn Đông đã đăng một bài báo trên trang nhất của thời báo học tập vào ngày 30 tháng 5. Ông cũng gọi Tập Cận Bình là người cầm đầu và mô tả những chỉ dẫn của ông Tập là la bàn, chìa khóa vàng và điểm tựa. Ông Viên cho rằng không một ai được học hành văn minh chính trị hiện đại lại không gây tẩm trước những lời su nịnh này. Nhìn ra thế giới ngày nay, hầu hết các quốc gia đã đạt được chính phủ dân chủ hợp hiến ở các mức độ khác nhau và cử tri sử dụng lá phiếu của họ để quyết định việc thay thế các nhà lãnh đạo quốc gia. Dưới nền chính trị dân chủ, người dân không chỉ có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình đối với chính phủ mà còn không phải lo lắng về các nguyên thủ quốc gia được bầu của họ. Những điều vô lý như một quan chức chính phủ cấp cao thể hiện lòng trung thành với một nhà lãnh đạo quốc gia, đơn giản là không thể tồn tại họ chỉ có thể được ghi lại trong lịch sử. Nhưng ở Trung Quốc, chúng được dàn dựng một cách công khai và thậm chí là tăng cường dưới con mắt của người dân cả nước. Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ông Tập Cận Bình tiếp tục tập trung quyền lực, không chỉ cấm thảo luận tùy tiện về chính sách lớn của Trung Nam Hải trong nội bộ đảng. Bên ngoài đảng, ông không tiếc công sức chấn áp, hứa Chí vĩnh, nhậm Chí cường, sái hà, hứa trương nhuận và những người có lương tâm khác dám chỉ trích ông. Cho đến ngày nay, cả nước có thể nói là đầy dẫy ngựa ô, khắp nơi vang tiếng suýt xoa khen ngợi. Cảnh tượng như thế này chưa nói đến việc một quốc gia dân chủ không thể tồn tại. Cho dù Từ Hy Thái hậu có sống lại cũng phải kinh ngạc xen lẫn ghen tị. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ngay cả thời cuối nhà Thanh, khi Từ Hy còn nắm quyền, đã có rất nhiều người dám mắng chửi lão phật gia. Như chúng ta đã biết, sau cuộc chiến tranh nha phiến, ở Trung Quốc xuất hiện tô giới tô giới hưởng ngoại quyền nhà thanh không thể vào tô giới để thi hành luật những người chống nhà thanh đã lợi dụng đặc quyền của tô giới để lập những tờ báo tiếng hoa trong tô giới họ càng ngày càng trở nên can đảm hơn và công khai chửi máng từ hy trên các mặt báo mặc dù từ hy đã ra lệnh bắt giữ họ nhiều lần nhưng quân thanh không thể tiến vào nhượng địa để thi hành pháp luật vì vậy họ chỉ có thể để nó qua đi bởi vì những tờ báo dân gian dám công khai chửi Tứ Hy, thậm chí trên giấy trắng mực đen còn chửi bà là bà già mang lại tai họa cho đất nước, mãi không chết. Nó có tác dụng giải phóng tinh thần to lớn đối với những người Trung Quốc biết chữ vào thời điểm đó. Khi Viên Thế Khải lên kế hoạch khôi phục lại chế độ quân chủ, có rất nhiều quan chức cấp cao ủng hộ và xu nịnh, nhưng cũng có không ít người chống đối và phản đối. Chính vì ngày càng có nhiều đối thủ tẩy chay mà giấc mơ quân chủ của Viên Thế Khải đã kết thúc chỉ sau 83 ngày. Ngược lại ở Trung Quốc ngày nay, ai dám công khai nói rằng lãnh đạo cao nhất là không? Không nói lời nào, chỉ là không dám nói lời nào. Điều này cho thấy rằng hệ sinh thái chính trị hiện tại của Trung Quốc đã suy thoái đến mức không chỉ đen tối hơn so với thời Viên Thế Khải, mà thậm chí hơn cả thời Tử Hy. Nhìn ra thế giới, xa như Đảng Cộng sản Trung Quốc, bây giờ chỉ có Bắc Triều Tiên, một người anh em rắc rối. Tân khu Hùng An được chính quyền Bắc Kinh đánh giá cao và được các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc quảng bá là kế hoạch ngàn năm, hiện đang trong tình trạng đáng báo động do đời sống kinh tế thiếu thốn, chậm phát triển, tin tức công trình đang giang dở, liên tục được lan truyền. Tin tức mới nhất cho biết, nhà ga Hùng An, quy mô tương đương bằng 6 nhà ga của Bắc Kinh, hiện đang hoạt động với lưu lượng hành khách rất ảm đạm. Đài Á Châu tự do hôm 29 tháng 6 cho biết kế hoạch ngàn năm của Tân Khu Hùng An do Tổng Bí thư Trung Quốc Tập cận bình đích thân đưa ra quyết sách, đích thân khai triển, đích thân xúc tiến liên tục truyền đi tin tức công trình giang dở. Bị ảnh hưởng bởi chính sách phòng chống dịch bệnh của Bắc Kinh và Hà Bắc cũng như tình trạng phát triển của Tân Khu Hùng An, nhà ga Hùng An mỗi ngày chỉ duy trì một chuyến tàu đến và đi từ ga Tây Bắc Kinh. Huayu Finance đã đặt câu hỏi nếu một tuyến đường sắt cao tốc mở và hoạt động với lưu lượng hành khách kém, liệu đây có phải là một sự lãng phí nghiêm trọng về kinh tế và phân bổ sai nguồn lực? Phóng viên của tờ Epoch Times đã đăng nhập vào trong web 12306 China để kiểm tra thì phát hiện rằng các chuyến tàu từ Tây Bắc Kinh đến Hùng An thực sự chỉ có tuyến C2723 khởi hành lúc 19 giờ và đến Hùng An lúc 20 giờ 05 nhà ga Hùng An thật sự chỉ có một chuyến tàu đến và đi từ ga Tây Bắc Kinh mỗi ngày. Tổng quy mô của nhà ga Hùng An là 13 sân ga và 23 tuyến đường sắt, với tổng diện tích xây dựng là 475.200m2, quy mô tương đương bằng 6 nhà ga Bắc Kinh, bằng 66 sân bóng. Khi khai trương vào tháng 12 năm 2020, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng mô tả nhà ga Hùng An là bảo chứng cho đường sắt cao tốc mới của Trung Quốc khi chính phủ Trung Quốc quảng bá kế hoạch Tân Hùng An cách đây 5 năm đã từng khoe khoang rằng sẽ chi 30.000 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một thành phố của tương lai. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, chính quyền Bắc Kinh đã thông báo quyết định thành lập Tân Khu Hùng An ở tỉnh Hà Bắc. Cho đến nay, đã 5 năm trôi qua, Tân Khu Hùng An vẫn chưa khởi sắc hơn nhiều vào ngày 20 tháng 8 năm 2018, Doãn Trí, một chuyên gia về quy hoạch và thiết kế Tân Hùng An, là nhà giáo sư tại trường kiến trúc thuộc Đại học Thanh Hoa nói rằng Lý do chính trị khiến cho việc xây dựng Tân Khu Hùng An tiến triển chậm chạp là do không khuyến khích tìm tòi đổi mới hệ thống và cơ chế, không khuyến khích chính phủ đảng đương trách nhiệm. Do đó, việc xây dựng tân khu Hùng An không phải là vào thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính vì vậy mà đã gần 2 năm trôi qua, đến nay vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì còn rất nhiều sự việc vẫn còn mơ hồ. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, ông Tập Cận Bình dường như thể hiện sự không hài lòng khi thị sát tân khu Hùng An ở tỉnh Hà Bắc. Ông Tập nói rằng Hùng An trong 2 năm qua hầu như không thêm được một viên gạch. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, có thể thấy từ một số hình ảnh được truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố rằng việc xây dựng tại hiện trường của tân khu Hùng An vẫn chưa thi công xong, kết cấu chính, xung quanh vẫn còn những mảng đất hoang lớn. Rong Jian, một học giả đại lục đã tuyết chế diễu. Xiongan, ga hành khách đường sắt cao tốc lớn nhất châu Á, có lượng hành khách ảm đạm, điều đó không quan trọng vì đây là kế hoạch ngàn năm. Tân khu Hùng An đã được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc tân bốc là kế hoạch ngàn năm và là sự kiện trọng đại của quốc gia. Đường Tân Nguyên, nhà bình luận đặc biệt của Vision Times từng có bài viết Liệu Tân Khu Hùng An có thể mang lại những thay đổi lớn cho Trung Quốc? Cho rằng, cho đến nay Trung Quốc đã có hơn mười mấy tân khu, hệ sinh thái chính trị của miền Bắc Trung Quốc hoàn toàn bất lợi cho sự phát triển sung túc của thị trường tự do. Khu tàu phi điện ở Hà Bắc từng có những doanh nghiệp lớn đặt chân đến, mà nay đã trở thành thành phố ma, hoang tàn, vắng vẻ theo hệ sinh thái chính trị của Trung Quốc, rất khó để nói liệu nó có thể được xây dựng ở cấp quốc gia trong tương lai hay không. Quy định ban đầu của việc xây dựng tàu phi điện là xây dựng một cảng nước sâu cho quạng sắt và dầu thô bên ngoài thành phố Đường Sơn, thậm chí xây dựng thêm một khu công nghiệp nặng, nơi không chỉ có thể được sử dụng như một trung tâm phân phối hàng hóa cho hàng loạt sản phẩm, mà còn có thể tích hợp ngành công nghiệp nặng của Đường Sơn các quan chức địa phương dần dần tin rằng sự phát triển và xây dựng của tàu phi đường không chỉ liên quan trực tiếp đến cải cách và phát triển chung của đường sơn hà bắc mà còn tác động lớn và ảnh hưởng sâu rộng đến việc điều chỉnh phân bố lực lượng sản xuất và phát triển kinh tế trong khu vực vành đai kinh tế bột hải và thậm chí cả nước nhưng giờ đây tàu phi điện khắp nơi đều là những công trình xây dựng giang dở trở thành biểu tượng của thành phố ma của trung quốc Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.